xôm chùn rừng màu tay hồng đa mục tè xôm lùm on cay cướp chùm riệp xua bây giờ mật đài này dùng tạm đàn sạp ở rừng bài bạc bày chùm nữa chia bần tỏ tới tiện ní khi nhóm bát nâng lược dốc nơi rừng rồi bỏ bóng bỏ mật nẹ chai chún đó bây giờ mật đình ọc nia bàn sạp cổng san cổng ỏi khát bê dũ anh chơi lúc nè tạm đàn sạp chùm mùi khi nhóm đôi tỏ từ xuất đấy khi nhóm cư chì nẹ khát cần đàl hai đi dây bì rương đại khi nhóm chọn chai cho rùm lệ mùi ní cứ vì cát lang tràn chân nằm nằm một hơi tan tay bị khi nhóm nực mình mà lẹ hai cá nút khi nhóm cho chất mưa cam vị thì kỳ lạ cả khẳng nạ đại kỳ chạm sai nơi bóc xì thị ân nếp bê rút thằng ngày sau miền thằng ngày sau muối ba mạ rồi bóc khi nhóm mình bàn nực tè nụ tế cứ bụi quá tờ lên vị tè dây nơi ẻ sọc đòi nơi xâm rán tí nút mùi dục hỏng đài đòi tốt ở khi nhóm nơi bí tè tại bì nhạc bọn bò dục nốt bọn pro rồi bọc nhóm quạt nơi ẩn quầy mưa tu rồi tuốt chỉ thò mặt ta cứ ẩn quầy bầm non trong rồng chạm mưa kỳ lạ cả nàng anh đại ca nút bọc nhóm chạm mình khó thế cứ kỳ chạm sai nàng mong rằm buồn hai xâm ra bộ khi nhóm chỉ nhẹ khát mong thoa nâng cứ nẹ phúm kỳ nôm khi nhóm xâm ra làng xin ngạc phúm ọt ở hai chấm nay ấy khi nhóm ní có bàn kênh độ phỏng đáy vần tay muôn nâng kính khi nhóm bàn pra bọn pro tha bê đoàn mong kỳ lạ cả kỳ lê nhắn ở đại khi nhóm lù bề đàn màu nhóm có cọp mưa chỉ mùi bóng pro rồi hốt tuột để chọc dục nút cọp bề kể là cả chọc rịp nâng chôn kênh vinh ta hải vô dưỡng sạp tại ban lưu xâm lên chỉ cài prú nâng lưu lan trở hưng bình mục tệ tại mặt đòn liếm nút bóng pro rồi bóng nhóm có bàn đào tự ạt mưa tam bỏ lọ bóng uôi nhóm bàn xu quát thảm miền rừng ấy tại quát mình chai nâng nhóm nụ tê đó là chẳng nhóm có đào tự ạt mưa đái có sắp tại ban khơi mà nụ sầy mà nẹ còn bùng tại đá cắt mục tè rồi bọc nhom hai mà nẹ nắng mưa tức đôi chim mình chưa có bao chỉ mùi nắng chỉ cái đây còn bùng tại bùn tua tại sọ về nắng pin nẹ bóng phôn dướng mình toàn miền à rằm thạc khai như lại tê cào về ban khơi đội nụ bùi dướng còn nằm khnhi chầu kền vinh hai mùi phèn cào một xâm lên chỉ cái bùn nắng lú nắng có bám ngặt bạch tê và hai chỉ pram để tì cào một bụi dưỡng có ban lưu xâm lên chỉ cài bụi xa chỉ thầm mây khi nhóm nâng bóng bó có nòm khăn nha tự ạt mứa có sắp tại ban khơi mà nẹ sấy nâng đa cắt một đẹp tiệt lưu bê tiền mứa là dù tử bóng bó rồi bóng nhóm có xua khi nhóm thà mà nẹ sấy nâng đô chìa bỏ hài lưu gọn dây dành chấn khi nhóm có loàn mọt thà cứ chỉ bóng sấy nẹ chật khàng tá bụi dưỡng ban mơ mục nia đầy ngừng chẳng ngỡ rút nhóm có xua bọn bỏ thạ hát ấy có quạt đà tư đà mốc nì mong thầm năng bọn tay bọn bỏ rõ bọc nhóm quạt mình chẳng ai mục tế rút co bọc buôn nhóm chỗ đầy tài mặt đoàn tư bệnh lãng món bỏ hai chiếc buôn tiệp lử xâm lên mê cổ có bàn bình lờ lăng nơi có bài bà tè cứ kì chạp lên bình biệt thừa ở bụi dưỡng nếp nhẹ cỏ nhãn hơi nâng miên à rõm thập hơi khăn mềm tên bố nơi bất đẹp tại bì nẹ bọn bà ôn hai thò mặt đà bố dương chỉ khẩm ảnh bế đại ban lưu xâm lệnh bình tiết anh chân cứ miến à rộm thạc lạc bạc tử hai mình chăm bách đo lưu lên khả lòng khai thai khả mọi ở vầy lời mùi xinh tục rồi một ta à chá có ban bọc các mê cổ thạ miền nẹ xa lạp hai nẹ xa lạp nó cứ chế bọn xây mình nẹ đại chỉ nẹ chết kháng rồi bọc nhóm nâng anh hai lục ta à chá nâng ban rịp rộp thạ quạt sáp đời cua thân ạ cho ra cho cả vì dục mênh mong bằng buồn hai sóc tướp tại trực đặc mộc đo nâng rịp chồng thuộc bốn niềm mong buồn nâng anh lưu anh chấn bọn bà rô bọc nhóm quạt bạc này thùng thùng nâng thua rớt biết đâu chỉ phầy thẳng nạ khơi anh chấn khá nhóm ở nét đài mình bàn kịch ở xì chùm rớt nâng có xù quạt thạ ta bọn anh phía nhạc áo nâng rương ở vầy bọn bà rô bọc nhóm quạt như vậy thạ dục mênh dương mơ kể là cả chóp niềm mong đọc hỏi có bàn khơi bọn sợi mà nẹ nụ đà từ đà mốc nơi mục tè vần tay ta à chá bàn bạp thà quát sạp tăng vì mong bạm buồn lưu bọn bọc bạp anh chân tướp khá nhóm chạp đàm sợ làng căng nâng bác phân ích thùng thùng được quạt đài mong buồn miến toàn tập lưu ảnh ná bê nâng của dương tên bì nẹ bọn phá ôn nơi sẵn ngọm khá nông tè tên phía phẩy khát rồi hồ toàn tập lưu làng tướp ba mạ rồi bọc nhóm nông khá nhiều vừa bần tọa một tiệt
Bộ dưỡng mình bàn chút hai cả vậy rồi có khởi nhau vậy cú ở khả tiết lại. Cứ bàn chút tay mặt đoan nếp về để quạt tớp nâng sạp thầm mây thầm mau nâng bình nọ. Hai dục nú mình đang thả quạt đà từ đá mốc năm bầy ở vậy nụ tế. Xong xáy tay mình bồng nòn tròn chụp đẹp luôn ai nhá hai mươi tư. Giờ ná, tôi biết cần nòn từ dù chân nằm cỡ đòi có sông chun bố ở quạt bàn tay cả nơi tí thám đo thả lại thả. Mình chít cỏi mến sông ở quạt ở dục vệnh.